chắc hẳn các bạn đã từng theo dõi những video trước của tôi chia sẻ về dùng con lắc cảm xạ để mà kiểm tra năng lượng của vật chất. Bởi vì mọi vật chất tồn tại xung quanh chúng ta nó đều có một cái trường năng lượng nhất định, thì chúng ta cần phải có những công cụ, cần phải có những thiết bị để mà chúng ta kiểm tra xem là cái vật chất đó, cái vật phẩm đó là năng lượng âm hay năng lượng dương, là năng lượng tốt hay năng lượng xấu, năng lượng mạnh hay năng lượng yếu, để chúng ta sử dụng vật phẩm một cách tốt nhất trong quá trình chúng ta sử dụng để hóa giải hay là chúng ta để kích hoạt về tài lực. Thì trong video hôm nay thì tôi sẽ sử dụng một cái công cụ mới, đó chính là cái thước tầm long. Đây, thì các bạn chắc hẳn là các bạn đã từng theo dõi video của tôi và cũng đã từng biết cái thước tầm long này đúng không? Thước tầm long là một trong những công cụ sớm nhất để các thầy sử dụng để mà tìm ra long mạch, cũng như tìm ra các mạch nước ở dưới lòng đất xong thông qua công cụ này. Đó, thì là trong video hôm nay thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ này để mà đo xem là năng lượng của các vật phẩm tồn tại xung quanh chúng ta là năng lượng nó như thế nào, rốt cuộc năng lượng mạnh hay năng lượng yếu. Thì tôi sẽ lần lượt test một vài cái vật phẩm, ví dụ như là đây là quả cầu đất thạch anh 12 mặt. Thì sau đây thì tôi sẽ đo cái năng lượng của quả cầu này. Đây, nếu như các bạn nào đã từng luyện tập về khí hay là đã sử dụng tầm long rồi ấy, thì các bạn có thể biết là khi mà tầm long quay sang bên phải này là quay dương, là chỉ mức năng lượng dương của vật phẩm. Và khi mà tầm long quay sang bên trái là chỉ năng lượng âm, là chỉ báo cái mức năng lượng âm của vật phẩm. Hoàn toàn là tầm long quay tự nhiên. Nếu như tôi cầm tầm long như này và không đặt một cái câu hỏi gì cho tầm long thì nó sẽ quay vật lý, nó sẽ lắc lư như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy. Nếu như không đặt một bất kỳ một câu hỏi gì cho tầm long thì nó sẽ quay như thế này. Còn nếu như tôi đặt câu hỏi cho tầm long là tôi muốn kiểm tra cái năng lượng của cái vật phẩm này, thì tầm long sẽ đo thông qua cái sóng não của tôi kết nối với thước tầm long này. Đó, và tôi sẽ thực hành luôn cho các bạn thấy kiểm tra năng lượng luôn. Đây là đá thạch anh hồng, là một trong những loại đá mà các bạn cũng đã từng biết là có năng lượng cao. Thì rốt cuộc là năng lượng nó có cao thật hay không và nó cao như thế nào, thì tôi sẽ sử dụng tầm long để kiểm tra cho các bạn thấy. Đây, tôi sẽ đặt thạch anh hồng đây và kiểm tra năng lượng của viên đá thạch anh hồng này. Đưa lên này, vuông góc, đẩy sang, đưa lên, vuông góc, đẩy sang. Đấy, như vậy là đầu tiên là tầm long quay sang bên phải là cái vật phẩm này có năng lượng dương. Và cái tốc độ quay sang bên phải càng nhiều vòng thì năng lượng nó càng mạnh. Đấy, các bạn phải hiểu như vậy. Và khi nó quay một chút như này thì năng lượng nó là bình thường. Để cho dễ hiểu thì các bạn có thể quy ước đây là không độ này, đây là vuông góc là 90 độ này, xuống đây là 180 độ, 270 độ và 360 độ là hết vòng tròn. Thế như vậy là sẽ kiểm tra xem là cái đá thạch anh hồng này nó quay được bao nhiêu độ nhé. Cho tôi kiểm tra năng lượng của viên đá thạch anh hồng này. Đấy, nó chỉ hơi đưa đưa một chút thôi. Đấy, các bạn lại thấy này. Đó. Đó. Thường đối với những người mà mới học sử dụng tầm long ấy, thì chúng ta cần phải đưa lên như vậy 5 lần cho đến 7 lần. Nếu như ra cùng một đáp án thì đáp án đó mới chính xác. Và vừa rồi tôi vừa thực chứng là đo cái năng lượng của thạch anh hồng này thì nó quay được khoảng một vòng nhỏ như này, tức là khoảng tầm 30 độ. Cái khoảng tầm 30 độ thôi. Tôi sẽ đưa lại cho các bạn thấy nhé. Đó. Đưa lên sang ngang. Dương 30 độ. Đấy, cho dù đưa thế nào thì nó vẫn đo như vậy. Như vậy là cái năng lượng của đá thạch anh hồng này nó khoảng tầm 30 độ. Như vậy năng lượng nó cũng ở mức bình thường thôi, chứ chưa phải mức mạnh lắm. Và tiếp theo thì tôi sẽ kiểm tra năng lượng của một cái vật phẩm khác. Đây là ngượng đá. Đây là đá đá canxit, đúng không? Đây là đá canxit trắng. Thì tôi sẽ kiểm tra xem là cái đá này, xem cái năng lượng của nó là bao nhiêu. Tôi sẽ để ngựa đây cho bạn dễ nhìn. Đây, tôi muốn kiểm tra năng lượng của ngựa đá này là bao nhiêu. Cẩm thạch trắng. Đây, nó chỉ hơi đưa một chút thôi. Các bạn thấy đây. Đây. Như vậy là được khoảng tầm 10 độ thôi. Các bạn đã thấy đây, tức là khi mà kiểm tra năng lượng của cái đá này, cái cẩm thạch trắng này,
thì cái năng lượng nó đã thấp hơn so rất là nhiều so với viên đá thanh hồng. Đấy, tức là tất cả cái vật chất, vật phẩm tồn tại xung quanh chúng ta nó đều có một cái trường năng lượng nhất định. Khi mà nó quay sang bên này là quay dương và quay sang bên phải là dương, quay bên trái là âm. Và tiếp theo đây thì tôi sẽ kiểm tra xem là cái năng lượng của cái quả bầu tiên này. Đây là quả bầu tiên dùng để hóa giải các sát khí nhà của bạn, đặc biệt là những góc nhọn thì có thể treo bầu tiên để hóa giải. Tôi sẽ kiểm tra xem năng lượng của bầu tiên là bao nhiêu nhé. Tôi sẽ kiểm tra xem. Kiểm tra năng lượng của bầu tiên. Hơi đưa một chút. Đó, như vậy là bầu tiên có năng lượng khá là mạnh các bạn. Không phải là thấp đâu, không kém gì năng lượng của đá thạch anh đâu. Như vậy là bầu tiên thì cũng được khoảng tầm 20 độ, 20 độ, năng lượng khá là cao, dùng để hóa giải khá là tốt. Và tiếp theo là một cái vật phẩm nữa là đây là một cái kim tự tháp. Đây là một cái kim tự tháp mà tôi đặt ở trên mạng về. Thì tôi muốn kiểm tra xem là kim tự tháp là năng lượng là âm hay là dương. Tốt của là nó có tốt so với những cái gì người ta quảng cáo hay không. Thì tôi sẽ tự chứng như các bạn thấy. Đây là kim tự tháp này. Tôi đặt ở trên mạng về. Tôi muốn kiểm tra năng lượng của kim tự tháp này. Tức là mình phải đặt cho tấm lòng câu hỏi như vậy. Đấy, các bạn thấy khác biệt chưa? Đó. Đó. Như vậy là tầm lòng quay âm, quay ngược chỉ cần hồ và báo âm. Đó. Có thể là cái kim tự tháp này cái chất liệu nó không tốt, có thể là chất liệu nhựa người ta đổ không tốt, hoặc là những cái thành phần bên trong nó không có năng lượng, vì vậy mà tầm lòng nó quay bên trái và báo âm. Như vậy là những vật phẩm mà báo âm như này chúng ta không nên sử dụng. Là chỉ nên sử dụng những cái vật phẩm dương để bên cạnh chúng ta thì nó tạo ra cái chất lượng tốt. Đấy, thì cái kim tự tháp này các bạn cũng cần lưu ý là cũng cần phải cân nhắc trước khi sử dụng cái kim tự tháp này nhé. Chứ mọi cái người ta quảng cáo chúng ta cần phải có những công cụ kiểm chứng để mà kiểm chứng. Tiếp theo đây thì tôi sẽ kiểm tra năng lượng của cái gương bắt quái xem nó như thế nào. Đây là gương bắt quái mini size nhỏ. Đấy, tôi sẽ kiểm tra năng lượng gương bắt quái này, bạn cùng xem nhé. Cho tôi biết năng lượng gương bắt quái này. Báo dương này, báo dương này, báo dương này, báo dương này, cũng hơi đẩy một chút, báo dương này, báo dương này, tức là vậy nó cũng hơi đẩy một chút, nó khoảng tầm 10 độ, hơn 10 độ một chút. Đó. Đấy, như vậy là cái gương mặt quái này năng lượng nó ở mức là hơn 10 độ một chút. Tất nhiên là khi mà khai quang xong ấy, thì gương mặt quái này cũng năng lượng sẽ đẩy lên rất là mạnh. Đó. Thực tế thì tôi đã khai quang rất là nhiều vật phẩm rồi. Đấy, thì trong video hôm nay tôi vừa mới chia sẻ các bạn về sử dụng tầm lòng để đo năng lượng của những cái vật phẩm tồn tại xung quanh chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh lại với bạn rằng là các vật phẩm tồn tại xung quanh chúng ta nó đều có năng lượng. Nó có thể năng lượng tốt hoặc năng lượng xấu, có thể năng lượng âm hoặc năng lượng dương. Thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là năng lượng của nó là gì. Từ đó để chúng ta sử dụng nó mới chính xác, đúng không ạ? Mọi thứ đều phải có công cụ để kiểm tra. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn có bất kỳ những cái câu hỏi gì liên quan đến vấn đề về phong thủy thì hãy comment dưới video này. Thì tôi sẽ làm video sau để mà giúp các bạn giải đáp vấn đề. Xin chào và hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Tuấn Phong Thủy trong thời gian vừa qua. Nếu như các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực về phong thủy thì hãy nhắn qua số Zalo trên màn hình hoặc kích vào đường link Zalo bên dưới phần mô tả thì tôi sẽ hỗ trợ giúp các bạn giải đáp những cái vấn đề, những cái thắc mắc. Và đừng quên hãy ấn nút đăng ký và ấn thông báo hình quả chuông để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.